Chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe những tin tức bóng đá trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Úc đá xoáy Việt Nam. Huấn luyện viên người Italia chỉ ra sự thật đau lòng về cầu thủ V-League. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam ấp ủ giấc mơ ra nước ngoài thi đấu. Báo châu Á bất ngờ với sự cố trong trận nữ Việt Nam gặp nữ Úc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên người Italia chỉ ra sự thật đáng buồn của cầu thủ V-League. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Thanh Hóa là ông Fabio Lopez. Còn nhớ là trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hải Phòng, đội bóng của ông đã để thua Hải Phòng 0-1. Chia sẻ sau trận đấu, vị huấn luyện viên người Italia này cho biết: "Thất bại này là một phần của bóng đá, chúng tôi không có một chút may mắn. Chúng tôi cần may mắn, đội bạn chỉ có một cơ hội, họ sút vào thành bàn. Có lẽ cho họ sút thêm 10 lần nữa thì cũng không có bàn thắng như vậy." Và mới đây nhất, khi trả lời báo giới Việt Nam, vị huấn luyện viên người Italia này cho rằng là cầu thủ Việt Nam phải cải thiện nếu muốn tiến xa trong tương lai. Tâm lý, nhận thức và chiến thuật, khả năng di chuyển không bóng là những yếu tố mà vị huấn luyện viên người Italia này chia sẻ hết sức thẳng thắn. Đầu tiên, ông Fabio Lopez chia sẻ về những ấn tượng đầu tiên với đất nước con người Việt Nam. Ông cũng thẳng thắn nhận xét chỉ ra những điểm yếu mà cầu thủ Việt Nam cần phải khắc phục nếu muốn tiến xa trong tương lai. "Tôi yêu bóng đá và tôi luôn muốn có những trải nghiệm mới. Khi đó, tôi cũng đang là trợ lý huấn luyện viên tự do. Bởi vậy, khi Thanh Hóa ngỏ lời, tôi quyết định đồng ý và bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình tại Việt Nam." Ông chia sẻ về lý do khiến ông quyết định nhận lời tới Việt Nam làm việc. "Tôi từng làm việc tại nhiều quốc gia châu Á như Indonesia, Malaysia hay Bangladesh. Tuy nhiên, tôi thực sự ngạc nhiên khi tới Việt Nam. Đất nước các bạn rất đẹp, còn con người Việt Nam luôn lịch sự và thân thiện, cùng với đó là rất ấm áp. Thật khó để đánh giá bởi bất cứ quốc gia nào cũng sở hữu những cầu thủ tốt. Với tôi, chất lượng cầu thủ Việt Nam là không tệ, tuy nhiên vấn đề của họ nằm ở kiến thức và kỷ luật chiến thuật. Họ cần chuẩn bị tư duy cũng như duy trì nhận thức chiến lược trước và trong mỗi trận đấu. Đây là điều không dễ thay đổi và các cầu thủ cần phải có thêm thời gian. Còn với các học viện, họ nên bổ sung dạy chiến thuật cho cầu thủ trẻ nhằm xây dựng thế hệ cầu thủ tốt hơn cho bóng đá của các bạn." Khi được hỏi là trước khi tới Việt Nam thì ông từng làm việc tại Malaysia và Indonesia, ông đánh giá thế nào về cầu thủ Việt Nam so với các cầu thủ tại các quốc gia này? Ông Lopez cho biết: "Không chỉ là Việt Nam, Indonesia hay Malaysia, tôi nghĩ cầu thủ bản địa ở Đông Nam Á sở hữu những tố chất tương đồng. Tại Việt Nam thì lứa cầu thủ mới của các bạn là rất nhanh và sở hữu thể hình tốt hơn trước. Tuy nhiên, như đã nói thì nhận thức về chiến thuật vẫn là vấn đề lớn nhất. Từ tư duy cá nhân, tư duy chơi bóng, phối hợp cùng đồng đội, rất khó để họ hiểu và áp dụng được hết. Nhiều cầu thủ thậm chí đã thi đấu 10 năm tại V-League nhưng vẫn không biết cách chạy chỗ như thế nào cho đúng." Khi được hỏi về cơ hội của cầu thủ Việt Nam chuyển tới châu Âu thi đấu, ông Fabio Lopez cho biết: "Cũng có thể, nhưng chỉ với những tài năng đặc biệt, không phải thể chất hay kỹ năng chơi bóng, tinh thần mới là yếu tố quan trọng giúp cho cầu thủ chơi bóng được tại ở châu Âu. Tại Việt Nam thì tôi có cảm giác là cầu thủ của các bạn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Tuy nhiên, sẽ rất bổ ích nếu liên đoàn hay các đội bóng có thể giúp cho cầu thủ của mình xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng, dù chỉ là tập huấn, thử việc ngắn ngày. Tại đây thì họ sẽ được trải nghiệm thứ bóng đá thực sự và ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt như thế nào. Khi trở về thì các cầu thủ sẽ có tâm thế và tư duy chơi bóng rất khác." Chia sẻ về điểm đến lý tưởng cho các cầu thủ Việt Nam ở châu Âu, huấn luyện viên của câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết: "Thật khó để so sánh, nó giống như so sánh giữa spaghetti và phở vậy. Việt Nam và châu Âu là hai môi trường hoàn toàn khác biệt, từ văn hóa, tư duy, kiến thức tới cách huấn luyện. Ví dụ như tại Italia, chúng tôi bắt đầu nói về bóng đá và dạy chiến thuật cho cầu thủ trẻ từ khi họ mới 5 tuổi. Mùa này Việt Nam có hai cầu thủ chơi bóng tại châu Âu. Tuy nhiên, để nói về lý do họ không thành công, có lẽ tôi không phải là người phù hợp. Có lẽ đơn giản bởi họ chưa phát triển đủ tốt để trở thành những cầu thủ phù hợp tại đó. Nhiều cầu thủ Italia không thành công khi thi đấu tại các môi trường bóng đá khác." Khi được đặt câu hỏi là trước ông thì một huấn luyện viên châu Âu khác là huấn luyện viên Marian Mihain đã thất bại tại Thanh Hóa thì ông có lo lắng gì về thành công của mình tại Việt Nam? Ông cho biết: "Thành công hay không thành công, điều này còn phụ thuộc vào thực lực, kế hoạch và mục tiêu của đội bóng. Nếu đội bóng và huấn luyện viên tuân theo kế hoạch có sẵn thì quá trình thành công có thể sẽ lâu hơn.
Tôi biết là ai cũng muốn giành thắng lợi, nhưng bạn không thể biến đội bóng thành một cỗ máy chiến thắng chỉ sau 2 tháng, đặc biệt là với những đội bóng hay những huấn luyện viên mới bắt đầu từ con số 0. Ví dụ như tại Juventus, họ luôn giành chiến thắng. Bạn tới và họ yêu cầu bạn phải giúp họ vô địch Champions League, đó mới là thành công. Còn tại câu lạc bộ Thanh Hóa, bạn không thể yêu cầu điều tương tự như vậy. Chia sẻ về mục tiêu của mình cùng với câu lạc bộ Thanh Hóa ở mùa giải năm nay, ông cho biết: câu lạc bộ Thanh Hóa không phải là Real Madrid và tôi cũng không phải là Jose Mourinho. Điều tốt nhất vào lúc này là đi theo kế hoạch của tôi đã vạch sẵn. Tôi muốn xây dựng đội bóng dần trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Hợp đồng của tôi với câu lạc bộ có thời hạn là 3 năm. Mùa giải này, tôi không muốn đặt nặng áp lực lên các cầu thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng kết thúc mùa bóng ở vị trí khả quan trên bảng xếp hạng. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là xây dựng đội bóng phục vụ cho mùa giải 2021. Đó mới là mùa giải quan trọng và chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được những thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Úc đá xoáy bóng đá Việt Nam. Sau trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Úc thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ quốc gia nước này là ông Ante Milicic đã có những phát biểu rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành chiến thắng đậm ở lượt đi thì đội tuyển nữ Úc đã bước vào trận lượt về với tâm lý là vô cùng thoải mái. Nhờ vậy họ đã có được 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Cơ và Raso. Tuy để thủng lưới nhưng ở trận này thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu là hạn chế tối đa bàn thua. Và càng đáng hoan nghênh hơn khi trong hiệp 2 thì tiền đạo Huỳnh Như đã lập công, chấm dứt chuỗi 12 năm, không ghi được bàn thắng nào trong các cuộc chạm trán của đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Úc. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Úc vui mừng cho biết: chúng tôi đã trải qua hành trình dài để đến được Olympic Tokyo 2020. Chúng tôi đã giành 2 chiến thắng và xứng đáng đi tiếp. Tôi tự hào về các học trò của tôi. Sau khi chứng kiến bàn thắng của Hình Như cùng lối chơi tấn công khởi sắc của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2 thì ông Ante Milicic cũng đã lo ngại về thế trận bị xoay chuyển nên đưa ra những thay đổi kịp thời. Sau khi chúng tôi để thủng lưới, chiến thuật của đội tuyển nữ Úc thay đổi khi không cố gắng ghi bàn mà tập trung bảo toàn tỷ số. Phòng thủ chắc chắn vì mọi tình huống có thể xảy ra, ông Milicic cho biết. Cuối cùng, ông Milicic có ý đá xoáy điều kiện thi đấu sân bãi ở trận đấu này chưa đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và ông cảm thấy tiếc khi đội nhà ghi ít bàn thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để ghi hơn 2 bàn. Điều kiện sân bãi ở đây là dưới tiêu chuẩn so với một trận đấu chuyên môn như thế này, ông Milicic cho biết. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam ấp ủ hy vọng ra nước ngoài thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, đội trưởng Huỳnh Như của đội tuyển nữ Việt Nam là người đã ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 của đội tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Úc trong trận đấu play-off lượt về vòng loại Olympic Tokyo 2020. Thất bại sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 1-7 thì giấc mơ Olympic của bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa thể thành sự thật. Phút thứ 55 thì tận dụng tình huống sai lầm của hàng thủ đội bạn, tiền đạo Huỳnh Như đã chớp thời cơ dứt điểm làm tung lưới thủ môn Lydia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Úc trong một trận đấu chính thức. Chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử này, Huỳnh Như không khỏi xúc động. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Úc. Bàn thắng này là sự nỗ lực cũng như là mục tiêu của toàn đội đã đặt ra trước trận đấu, do đó mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Toàn đội đã học hỏi được rất nhiều điều qua 2 trận đấu với đội tuyển nữ Úc. Ở trận đấu lượt đi, đội đã mắc nhiều sai lầm, nhưng trong trận đấu ngày hôm nay, đội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn. Đội cũng học hỏi được lối chơi, kỹ năng chơi bóng hiện đại và hy vọng trong tương lai gần thì đội sẽ có nhiều cầu thủ được thi đấu tại nước ngoài, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm. Huỳnh Như còn tiết lộ là điều làm cô cùng toàn đội có chút tiếc nuối là việc khán giả không thể vào sân để cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này, không cho khán giả vào sân là một biện pháp tốt. Các cầu thủ nữ cũng đã quen với việc thi đấu với các khán đài trống vắng. Trước khi trận đấu diễn ra thì toàn đội đều coi đây là một trận đấu tại giải vô địch quốc gia, chỉ cần tập trung thi đấu hết sức mình. Huỳnh Như chốt lại. Báo châu Á bất ngờ với sự cố trong trận Việt Nam gặp đội tuyển nữ Úc. Tình huống mất điện trong trận play-off giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Úc không chỉ làm những người trên sân bất ngờ mà còn cả những người làm truyền thông quốc tế theo dõi trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn, ở giây thứ 52 của trận play-off lượt về vòng loại Olympic Tokyo 2020 giữa tuyển nữ Việt Nam và nữ Úc, trong một tình huống mà các cầu thủ đội khách đang truyền bóng cho nhau, cả sân vận động Cẩm Phả bỗng chìm trong bóng tối giữa những tiếng ồ lên của những người góp mặt trên sân. Sự cố về dàn đèn đã khiến cho cuộc đối đầu trên phải tạm hoãn trong một khoảng thời gian.
Chứng kiến sự cố bất ngờ trên thì trang Fox Sports châu Á đã thể hiện sự bất ngờ của mình với bài viết có tiêu đề: sự cố đèn chiếu làm gián đoạn trận playoff vòng loại Olympic giữa Việt Nam và Úc. Bài viết tường thuật tuyển nữ Việt Nam dường như đã không còn cơ hội để giành vé tới Thế vận hội. Họ chỉ còn lợi thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà, nơi đã buộc phải diễn ra dưới điều kiện không có khán giả vì sự bùng nổ COVID-19. Họ viết tiếp: tuy nhiên, trận đấu gặp sự cố đèn chiếu sáng khiến cho trận đấu trên sân Cẩm Phả buộc phải tạm hoãn. Bài báo thể thao thể hiện sự bất ngờ của tác giả. Rất may là vấn đề đã sớm được giải quyết, dàn đèn đã được sửa chữa và trận đấu lại diễn ra sau một vài phút bị trì hoãn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhớ là nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.